Viêm tai giữa là bệnh phổ biến nhưng cũng có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Tới 70 hoặc 80% trẻ nhỏ đã từng bị viêm tai giữa. Viêm tai giữa nó rất là dễ gây nhầm lẫn với nhiều bệnh khác ở những cái giai đoạn đầu của bệnh. Mình cũng có nghe đến cái điều trị viêm tai giữa bằng cách thổi sáp ong hoặc là thổi một cái chất bột gì đó vào tai cho bé, nhưng mà mình không áp dụng theo cái phương pháp này. Tất cả các cái phương pháp điều trị của y học hiện đại là các phương pháp điều trị đã được khoa học chứng minh và chắc chắn là phải được kiểm nghiệm, kiểm chứng trước khi các bác sĩ có thể áp dụng trên trẻ. Nếu như mà chúng ta gặp phải cái tình trạng viêm tai giữa ở trẻ mà chúng ta điều trị không đúng cách cho trẻ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều những cái hệ lụy về sau. Lây viêm tai giữa thì không phải, nhưng lây cái căn nguyên gây bệnh thì chắc chắn là có. Những cái căn nguyên gây bệnh này là những cái virus, vi khuẩn và đều đã có vaccine có thể phòng được bệnh. Thì cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Trang bị những kiến thức cần thiết về viêm tai giữa tại Talk Show Khỏe để sống vui phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 6 tháng 11 trên kênh Style TV VTV Cap 12.